Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Hôm nay thứ sáu, ngày 22 tháng 11 với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch xã giải thích trước việc bị 74 hộ dân đồng loạt ký đơn tố quan hệ bất chính. Lương hưu cao nhất và thấp nhất hiện nay là bao nhiêu? Đăng hình ảnh chị Đại quận 4, coi chừng vi phạm. Mỹ, Hà Lan cùng báo tin vui cho Ukraine. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Trao đổi với báo chí, ông CXN, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho hay, đã gửi giải trình lên cấp trên liên quan đến việc xuất hiện tại một nhà nghỉ trong giờ hành chính và thông tin, ông bị nghi ngờ có quan hệ bất chính. Ông N thừa nhận có đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, nhưng khẳng định mục đích chỉ là thăm người quen, đồng thời, ông Người khẳng định không biết người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội là ai. Ông Người giải thích thêm rằng trước khi đi giải quyết việc riêng, ông đã thông báo và phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip và hình ảnh được cho là của ông N tại một nhà nghỉ. Trong clip, có một người phụ nữ bịt kín mặt từ trong nhà nghỉ này, di chuyển về phía xe ô tô màu đen của ông N thời điểm này là vào khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 10, tức trong giờ hành chính. Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn cũng nhận được một đơn kiến nghị với chữ ký của 74 người dân đang sinh sống và làm việc tại xã Quảng Hải. Đơn kiến nghị đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc nhằm bảo vệ uy tín của tổ chức và đảng viên. Hiện người hưởng lương hưu thấp nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 2,34 triệu đồng mỗi tháng bằng lương cơ sở. Trong khi đó, người hưởng lương hưu cao nhất là ông TPNT, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh, nhận hơn 140 triệu đồng mỗi tháng, gấp 60 lần so với người hưởng lương hưu thấp nhất. Đây cũng là người có lương hưu cao nhất Việt Nam hiện nay. Lý do, khi đến tuổi nghỉ hưu, lương hưu của người lao động sẽ được nhân thêm hệ số điều chỉnh theo tỷ lệ trượt giá ban hành hàng năm. Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trước đều được nhân thêm hệ số 3-4 lần. Mới đây, mạng xã hội TikTok, Facebook liên tục xuất hiện hình ảnh người phụ nữ đi làm tóc xong không trả tiền. Đoạn clip ghi lại người phụ nữ là NTN, được cộng đồng mạng đặt tên chị Đại quận 4, từng gây xôn xao mạng xã hội vào năm 2021, đã có màn tranh cãi với chủ tiệm tóc ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân được biết là chị N đi làm tóc nhưng không mang tiền, chỉ đưa một tờ hóa đơn màu hồng và kêu tiền nè để thanh toán chi phí làm tóc. Chủ tiệm tóc không đồng ý nên làm lại tóc chị N về hiện trạng ban đầu, đồng thời đăng sự việc lên kênh TikTok của mình. Chưa dừng lại, mạng xã hội tiếp tục lan truyền hình ảnh chị Đại quận 4 đi ăn ốc nhưng không mang tiền. Đến nay, nhiều hàng quán, cửa hàng ra thông báo miễn tiếp kèm hình ảnh chị N. Theo luật sư Trần Thị Thanh Thảo, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Thảo Trần, thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy người phụ nữ có biểu hiện rối loạn về tâm thần, việc các cá nhân đã tự ý đăng ảnh chị Đại quận 4 khi chưa có sự đồng ý hoặc liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân khi chưa có sự đồng ý của chị là vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 22 tháng 11, cửa hàng xăng dầu số 3, Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu, nơi vừa bị phát hiện gian dối khi tác động trực tiếp vào bo mạch của các trụ bơm xăng nhằm làm sai lệch kết quả đo, đã chính thức ngừng bán hàng. Theo thông báo từ chủ sở hữu là công ty cổ phần dầu khí Thái Bình Dương, lý do ngừng hoạt động là theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Trước đó, ngày 20 tháng 11, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện cơ sở này đã có hành vi tác động vào bo mạch của cục đo xăng dầu để làm sai lệch kết quả đo. Sai số của phương tiện đo vượt quá giới hạn cho phép khi bán xăng RON 95II cho khách hàng. Sáng ngày 22 tháng 11, giá vàng miếng SJC được công ty vàng SJC niêm yết mua vào 84,5 triệu đồng mỗi lượng, 86,5 triệu đồng mỗi lượng bán ra, tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Vàng miếng đã ghi nhận ngày tăng giá thứ 4 liên tục kể từ đầu tuần đến nay. Công ty Mỹ Hồng nâng giá mua vào vàng miếng SJC lên 85,5 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 86,5 triệu đồng mỗi lượng. Ngân hàng ACB bán vàng miếng SJC lên tới 87,5 triệu đồng mỗi lượng và mua vào ở mức 85,5 triệu đồng mỗi lượng. Không chỉ giá vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng tiếp tục hồi phục mạnh. Công ty vàng SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99, mua vào 84,5 triệu đồng mỗi lượng, bán ra chạm 86 triệu đồng mỗi lượng, tăng 300.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Quý vị đang nghe podcast 11:30 của báo Người Lao Động. Sau đây là phần tin quốc tế.
Hà Lan đã chuyển giao cặp máy bay chiến đấu F-16 cuối cùng như cam kết để giúp đào tạo phi công Ukraine, còn Mỹ tiếp tục bơm viện trợ quân sự cho Kiev. Tuyên bố khẳng định căn cứ ở Romania đang huấn luyện các phi công cũng như đội ngũ kỹ thuật viên Ukraine về cách bảo dưỡng tiêm kích F-16. Hà Lan cũng đã hứa sẽ trực tiếp giao 24 máy bay F-16 cho Kiev. Hà Lan được xem là một trong những động lực thúc đẩy liên minh quốc tế cung cấp F-16 cho Ukraine nhằm đối trọng với không quân Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky từng nhấn mạnh, khoản viện trợ này là bước đột phá sẽ tăng cường năng lực phòng không của Ukraine và hỗ trợ cho cuộc phản công của nước này. Chính phủ Hà Lan đã tuyên bố vào tháng 9 rằng họ sẽ tăng chi tiêu quốc phòng hơn 10% vào năm tới, viện dẫn lý do xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm ngày 21 tháng 11 đề cử cựu tổng trưởng lý bang Florida Pam Bondi làm bộ trưởng tư pháp. Động thái này nhằm thay thế ứng viên Margaret vừa rút lui. Trước đó cùng ngày, cựu hạ nghị sĩ Margaret, người bị cáo buộc có hành vi sai trái về tình dục, đã tuyên bố sẽ rút khỏi danh sách đề cử nội các sắp tới của ông Trump. Ông Rex, người đối mặt với sự phản đối của các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện, là đối tượng trong cuộc điều tra của Ủy ban Đạo đức Hạ viện về cáo buộc quan hệ tình dục với thiếu niên chưa đủ 17 tuổi và sử dụng ma túy bất hợp pháp. Ông đã phủ nhận có hành vi sai trái. Trong khi đó, bà Bondi từng phục vụ trong nhóm luật sư của ông Trump khi ông bị luận tội lần đầu tiên. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11:30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình, Mỹ Quyên, Thanh Long xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.